Kính thưa các thầy cô, ban tổ chức cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin 2016. Tôi là Trần Thị My, giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh của trường Trung học Phổ thông Bạc Liêu. Đến với hội thi, hôm nay tôi xin trình bày sản phẩm của mình, đó là WebWeb Unit 8 Celebration, bài số 8, lễ hội. Kính thưa quý thầy cô, ngày nay việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong trường học đang được ngành giáo dục và xã hội quan tâm. Với sự phát triển của khoa học trong xã hội ngày nay, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là cần thiết và đem lại hiệu quả thiết thực nhất. Nhưng trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển đa dạng và phong phú, nếu như chúng ta chỉ nói các em học sinh tìm hiểu thông tin trên mạng, thì các em sẽ không biết tìm những thông tin nào cho chính xác và các em sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính vì điều đó mà WebWeb ra đời nhằm giúp giảm tải thời gian học cho các học sinh và định hướng học tập cho các em. Theo HOLAB 2008, WebWeb là một hình thức học tập, trong đó học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập và hầu hết toàn bộ các thông tin, kiến thức đều đến từ các trang web trên mạng Internet. Kính thưa quý thầy cô, WebWeb luôn có các phần sau: giới thiệu, nhiệm vụ, tiến trình, đánh giá và kết luận. Sau đây, xin mời quý thầy cô vào trang WebWeb Unit 8 Celebration, lễ hội. Kính chào quý thầy cô đến với trang WebWeb Unit 8 Celebration. Trong phần WebWeb này có một phần WebWeb là phần giới thiệu, một cái cửa giới thiệu là nước nhấn mạnh cho học sinh biết vai trò ý nghĩa sau khi các em tìm hiểu trong các trang web mà đã được định hướng sẵn cho giáo viên, các em phải tập trung vào các bài học ở Việt Nam để thấm nhuần cái lời nói của bác, dân ta phải biết sử ta cho từ nước tức nước nhà Việt Nam. Và thứ hai là nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ này, các em học sinh có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chọn tìm kiếm thông tin về một trong 5 cái lễ hội mà các em phải chọn. Đây là 5 lễ hội mà các em phải chọn. Và thông tin các em sẽ có gợi ý như câu hỏi. Bước thứ hai là các em thu thập thông tin sau. Xong thì sẽ làm một cái bài thuyết trình trên web là nhấn mạnh về ý nghĩa và giá trị lịch sử của lễ hội, và phần này các em phải trình chiếu trên PowerPoint. Bước thứ ba là các em viết một lá thư cho người bạn nước ngoài nói về lễ hội, kể về lễ hội, sau đó mời anh ấy hoặc là cô ấy tham dự lễ hội ở Việt Nam. Các tiến trình yêu cầu học sinh cần phải làm trong cái phần WebWeb này. Bước 1 là các em phải tự lập một nhóm 5 người, 5 em, nhưng có những nhóm lẻ thì chúng ta cũng có thể gồm 6 em. Và các chỉ gợi ý danh sách và cho cô giáo viên ở hai vị trí này và ngày giờ quyết định. Bước 2 là chọn chủ đề. Sau khi hội ý với bạn chọn chủ đề, các em sẽ gợi ý chủ đề cho giáo viên và các giáo trưởng khác. Bước thứ ba là các em phân công các thành viên trong nhóm có nhiệm vụ từng nhiệm vụ cụ thể để cái hoạt động tập nhóm được thực hiện tốt hơn. Bước thứ tư là tìm hiểu thông tin trên mạng, nhặt ra các thông tin bổ ích. Mỗi chủ đề có 5 trang web yêu cầu các em cần đọc và nhập thông tin. Bước thứ năm là làm bài PowerPoint để trình chiếu thuyết trình trên lớp. Và ở đây giáo viên cũng gợi ý cho các em có 2 trang web giới thiệu cho các em phải làm thế nào có được bài thuyết trình có ích. Bước thứ sáu là viết một lá thư cho một người bạn nước ngoài nói về lễ hội ở Việt Nam và mời cô ấy hoặc anh ấy tham dự lễ hội.
và gửi email cho giáo viên trước khi công nhận kết quả cụ thể. Phần thứ tư là phần đánh giá. Trong phần đánh giá này, chúng ta đánh giá cả hai vấn đề. Một là phần trình ở trên lớp, và thứ hai là phần viết văn thư. Trong phần thuyết trình thì 50 điểm và có các thời điểm chúng ta cần theo dõi. Học sinh có thể tự đánh giá mình qua các bảng đánh giá này, từ đó các em sẽ rút ra được là chúng ta sẽ nói các em sẽ nói những gì cho ngắn gọn, xúc tích và có thể có được hiệu quả trong phần bài thuyết trình. Nếu đánh giá về phần viết thì các em sẽ đánh giá theo 3 phần: nội dung, bố cục, trình bày và ngôn ngữ. Như vậy thì ở đây phần này các em cũng được 50 điểm. Phần thứ 5 là phần kết luận. Trong phần kết luận này, giáo viên sẽ nhận xét đánh giá về cả quá trình 3 tuần các em vừa thực hiện đề án, những mặt mạnh và mặt nhọn còn hạn chế để rút kinh nghiệm cho các mặt đề án sắp tới. Generation of learning about the nation's history.
trung học vậy? May I ask you a question? Okay. What is the key of the song? Okay. Chào chị. Sao là đẹp chưa ơi? No, no. When do you often see or listen to it? I listen to it today. Oh, that's right. Thank you. Okay. Yeah. And in that holiday, the three Vietnam reasons can be divided into three periods. Now, at Tết Niên, and Giao Thừa, and Tân Niên. And before New Year Eve, the gatherers in Thomas leading up to Tết in the building and shopping. And in that holiday, have a lot of personal activity, for example, going to the market, shopping, and family wise, no clutter for the children, so that children can be not mentally arise. Qua bài học này, em thấy mình học được cách lựa chọn thông tin trên mạng cũng như cách độc lập sáng tạo và mạnh dạn trình bày ý kiến. Thưa cô là không những em học được qua từ các trang mạng mà còn học được qua các bạn bè và các hoạt động nhóm có hiệu quả hơn. Thưa cô, em thấy mình đọc được những tài liệu sống trên mạng, những trang web hay, đồng thời em còn biết rõ hơn về tin học. Điển hình như trình duyệt PowerPoint. Thưa cô, em học được cách trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Thưa cô, qua bài học này em học được sự độc lập sáng tạo, điều đó làm em thấy thích thú.